Vâng, mến chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Mấy ngày gần đây thì em gặp một số trường hợp đơn hoàn rất là vô lý, và đa phần thì nó xuất phát từ cái sự hiểu biết chưa thấu đáo của khách hàng. Nhân đây thì em cũng sẽ làm một cái video để nêu rõ quan điểm cũng như là để cho các bác biết được rằng là với bất cứ một cái sản phẩm hàng khi mà bọn em gửi đi cho các bác thì đều được test và kiểm tra rất là kỹ. Một số đơn thì nó không có một cái lỗi gì nhưng mà anh em vẫn cho rằng là lỗi, khăng khăng là lỗi và anh em cho hoàn về. Một số bác thì là đặt hạ vang X12 hàng xịn nhưng mà khi gửi hàng xịn vào các bác lại 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 bảo rằng là nó không phải X12 Pro, X12 nhái, X12 mới thì cũng không lấy. Rồi một số bác thì thấy cái body SP nó bị bắn cái keo lên. Đa phần những cái máy BF và X nó rất là nhiều những cái đời nó có bắn cái keo thì anh em cũng bảo là cái này đã thay thế sửa chữa rồi, cũng không lấy nữa. Vân vân và vân vân. Đa phần thì nó là sự hiểu biết và hiểu biết của các bác nó chưa được sâu. Cho nên là em làm một cái video để cho mọi người rút kinh nghiệm, lần sau các bác có thể là kỹ càng hơn. Mọi người nếu mọi người kỹ tính quá thì mọi người có thể là bê cái sản phẩm của mình tới một cái chỗ anh em nào đó mọi người thử. Các bác nhá, cho nó đỡ mất công hoàn về. Nó thực sự các bác là nó tốn tiền của các tốn tiền của em. Thứ nhất là tốn tiền của em, thiệt hại của em. Cái thứ hai là mất thời gian của em. Cái thứ ba nữa là lại cũng mất thời gian của các bác nữa. Đó, thì hiện tại thì đây là một con đẩy DMX D1200 thì em có gửi cho bác khách gần nhà. Tuy nhiên thì bác báo rằng là lỗi. Và em cũng đã gọi video hướng dẫn cho bác dùng mấy ngày rồi đấy thì bác vẫn khăng khăng là lỗi. Thì bây giờ thì bưu điện vừa mới hoàn về nhá, bưu điện vừa mới hoàn về. Thì em cũng sẽ rạch ra và sẽ làm trực tiếp một cái video trực tiếp các bạn nhé, có nghĩa là tất cả những cái này là cái tem, cái băng keo nó còn nguyên hết nhé, chứ không phải là em bóc ra từng con gì hết. Cái này là khách vừa mới gửi về được các bạn này. Đó, bây giờ thì em sẽ rạch nó ra và làm cái video thực tế luôn để cho mọi người xem coi là lỗi chỗ em hay là lỗi chỗ các bác, và sau đó thì em sẽ nêu cái vấn đề lý do tại làm sao để cho các bác có thể là nắm bắt được. Chứ còn chắc chắn là khi mà gửi hàng đi cho mọi người thì không thể có cái câu chuyện rằng bọn em test sơ sơ hoặc test sơ sài để mà gửi được tất cả những sản phẩm luôn. Khi về đã phải test rồi, vệ sinh phơi phóng cũng phải test rồi, trước khi gửi đi test một lần nữa. Nó không hề đơn giản đâu các bác. Đó, đây là con đẩy DMX D1200 nguồn xung Class D. Một con đẩy nó sản xuất năm 2020 thì chúng ta không thể nói rằng là nó lỗi một cái gì được các bác ạ. Đây, bây giờ thì em phải giải nó ra nhé. Em đóng rất là kỹ bởi vì tất cả những cái hàng em gửi cho các bác ấy, thì nó đều phải đóng full xốp, không có cái câu chuyện là đóng sơ sài để nó cong quật thế nào thế kia đâu ạ. Đây em test trực tiếp luôn các bác nhá, làm thực tế. Đây mấy lớp rồi. Đây em cắm điện này. Đấy, đèn nó sẽ báo hai bên này, sau đó đóng le xuống cả hai bên này. Được chưa các bác? Bây giờ thì em sẽ kết nối với vàng này. Nhiều khi các bác cũng cần phải xem lại cái cấu hình nhà mình, cái dây nhựa thiết bị nhà mình. Sau đó thì mọi người hãy có những cái quyết định nó mang cái tính chất với em như vậy là nó hơi phũ phàng. Tính chất phũ phàng đấy. Bật nhạc lên. Đây,
Em bật nhạc nhá. Rồi, bây giờ em đưa loa vào này. Hai cái dây loa. Đây, hai dây loa cho hai kênh luôn đi. Xin lỗi các bác, nó bị sông. Mất do cái ổ điện nhá. Bóp lại ổ điện đấy. Ổ hơi lỏng. Xem nữa. Cổng vàng nhá. Vàng ra đẩy này, đấy chưa? Đẩy ra hai loa đấy ạ. Đó đây. Em cứ bật từng vé lên một lần để cho mọi người khách quan nhá. Có lần lại bảo rằng là nó lỗi, thực ra nó không có một cái lỗi gì nhưng mà nó rất là mất công, thực sự các bác. Nó mất công cực kỳ luôn, biết được rằng là anh em chủ lấy, anh em muốn lấy, anh em có nhu cầu lấy nhưng mà anh em không bao giờ anh em nghe em hết. Thực sự luôn, không bao giờ anh em nghe hết. Đây. Em bật kênh đầu tiên này, kênh 1 này. Em tắt đi ạ. Kênh 2 này. Thế thì anh em bảo là gửi cho anh em con khác. Thực sự các bác có gửi con khác thì bây giờ cái đồ, cái thiết bị nhà anh em, dây nhợ nhà anh em, cách kết nối nhà anh em nó vẫn như vậy, thì em có gửi cho anh em 1.000 con thì anh em vẫn bảo là lỗi. Trong khi một con đấy mọi người nhìn thấy ạ. Trước khi gửi đi đấy, nó đẹp như thế này các bác. DMX D1200. Thực ra là số lượng nó cũng chỉ còn mấy con thôi. Mấy con thôi mà cái tiếng của nó hay lắm. Mà nó sản xuất năm 2020 các bác nhé. Cho nên là bảo lỗi một cái gì đó nó vô cùng khó. Thực sự bác nó vô cùng khó luôn. Đó, anh em bảo là bị mất một kênh. Mới đầu thì anh em bảo là nó bị cái nọ kia. Rồi anh em, đó là lý do là anh em gạt lung tung. Và khi mà gạt chuẩn về rồi, gạt chuẩn về rồi thì anh em lại bảo là bị mất một kênh. Bây giờ thì đó, vẫn cái con đấy này. Để cho em bật từng kênh này. Đấy chưa? Không hiểu được rằng là anh em làm sao luôn. Đấy chưa các bác? Cái này anh em hết sức rút kinh nghiệm giúp em nhé. Anh em kiểm tra kỹ dây rắc, bởi vì là khi mất tín hiệu, một bên tín hiệu như nào đó, cái dây này nó cũng là vấn đề đấy các bác này. Cái dây này nó cũng là một cái vấn đề này. Cái dây này nó cũng là một cái vấn đề này. Thậm chí là con vang cũng là một vấn đề này. Có thể có cổng nó vẫn ngon, có cổng nó bị chập chờn. Cái này là những cái hết sức cơ bản các bác nhé. Hết sức cơ bản. Đó, chứ còn khi mà tín hiệu nó vào đến đây rồi thì không có cái lý do gì. Không có một cái lý do gì anh em bảo rằng là con đấy này bị lỗi cả. Anh em hết sức lưu ý và phải thông cảm cho em. Thực sự một ngày em tiếp biết bao nhiêu khách, em gửi biết bao nhiêu hàng, nhưng mà chỉ cần một vài bác nó bị như thế này thôi là mất thời gian cực kỳ luôn. Đó, bây giờ lại phải vệ sinh một con khác để gửi đi trong khi nó vẫn như vậy. Thì liệu về đến nhà anh em không thay đổi cái tư duy, cái suy nghĩ, cái thiết bị nhà mình thì liệu còn có chơi được nữa không? Cái này rất là mong anh em lưu ý giúp em nhé. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ạ.